Rạng sáng nay, Man City và Everton không thể đụng độ vì ảnh hưởng của Covid-19, nhưng Chelsea cùng Aston Villa vẫn ra sân và hòa nhau với tỷ số 1 đều tại Stamford Bridge. Đội chủ nhà chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng 3/4 trận thua ở các vòng đấu gần nhất, trong khi các vị khách cho thấy sức mạnh đột biến ở mùa giải năm nay. Đây là một trận đấu hay trong chặng tour Malay mùa đông ở xứ sương mù. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chuyên mục điểm nhấn sau trận của bóng đá 24h.vn và trên đường pitch. So với trận thua Arsenal cách đây vài ngày, Chelsea đã thay quá nửa nhân sự đá chính ở màn tiếp đón Aston Villa. Hàng thủ bao gồm Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rudiger và Ben Chilwell, nghĩa là đội chủ nhà để 3/4 gương mặt dự bị ra sân ngay từ đầu. Còn lại Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi và đặc biệt là Jorginho đều trở lại đội hình xuất phát. Bên phía Aston Villa, Tyrone Mings bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trận gần nhất, trong khi Ross Barkley không thể ra sân vì anh còn thuộc biên chế của Chelsea, mặc dù cầu thủ này đang dính chấn thương và không thi đấu trong vài vòng đã qua. Với sự xuất hiện của những nhân tố mới, Chelsea nhập cuộc đầy hứng khởi, còn Aston Villa cũng không có ý định phòng ngự mà sẵn sàng dâng cao. Các vị khách là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau trận khi mà Jack Grealish vùng chân ngay thời điểm đầu tiên, nhưng Chelsea cũng nhanh chóng đáp trả bằng cú đá đi chệch khung thành của Pulisic ở phút 12. Đến phút 33, Chelsea tận dụng được cơ hội ngon ăn và mở điểm từ cú đánh đầu của Olivier Giroud. Theo thống kê, đây đã là pha ghi bàn thứ 9 của cầu thủ người Pháp kể từ đầu mùa. Sau khi có lợi thế dẫn bàn, Chelsea bất ngờ chơi trùng xuống và để Villa bật lại bằng tình huống cân bằng tỷ số ở phút 50. Xuất phát từ tình huống nhồi bóng vào vòng cấm của Matty Cash, tiền đạo người Hà Lan El Ghazi đẹp lòng cận thành để ấn định kết quả trận đấu. Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Dẫu vậy, cả Hudson-Odoi, Jacob Ramsey, Ben Chilwell hay Timo Werner đều bỏ lỡ đáng tiếc. Và nhìn chung thì một điểm dành cho hai đội là điều hợp lý nếu nhìn vào thế cục trên sân hôm nay. Bây giờ bóng đá 24h.vn và trên đường pitch sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn chú ý sau trận đấu. Joel McGinn chứng tỏ đẳng cấp trong vai trò box to box. Ngôi sao được Sir Alex Ferguson rất yêu thích bị vỡ mắt cá chân vào cuối năm ngoái, nhưng anh thực sự rất nỗ lực để trở lại giúp Aston Villa trong cuộc chiến trụ hạng mùa trước và sân chơi Euro 2020, nơi mà đội tuyển Scotland đã chính thức lọt vào vòng chung kết mùa hè này. Nhận định qua The Athletic, Bobby Jens, trinh sát từ Manchester McGinn đến Aston Villa, tiết lộ huyền thoại quỷ đỏ Sir Alex Ferguson có mong muốn thấy ngôi sao đồng hương tại màu áo của Old Trafford. McGinn mà sánh ngang với những tiền vệ thể hiện tốt nhất ở giải đấu. Những gì tôi biết là Sir Alex băn khoăn tại sao United lại bỏ qua một chàng trai Scotland tài năng. Chắc chắn là ông ấy tiếp tục theo dõi sát sao cậu ấy, và nếu McGinn tiếp tục thể hiện, bạn có thể đặt cược Sir Alex cũng sẽ kể với những người bạn tại United. Hôm nay, một lần nữa McGinn chứng minh đẳng cấp trong vai trò tiền vệ con thoi. Anh có khả năng hoạt động với cường độ rất cao xuyên suốt trận. Theo thống kê, cầu thủ sinh năm 1994 đã có 4 lần rê bóng, 5 pha tắc bóng, 5 pha phá bóng rồi 2 lần tạo cơ hội và được cho là người nâng bước khả năng tấn công bên cánh trái với Jack Grealish là chủ đạo. The Squawka cũng như WhoScore thống kê về bản đồ nhiệt của McGinn và nó cho thấy được sự bền bỉ đến không tưởng của anh. Rõ ràng McGinn nên được coi như tiền vệ box to box hàng đầu giải đấu và sẽ được mời gọi rất nhiều vào mùa hè sắp tới. Frank Lampard đã hết bài. Huấn luyện viên Lampard đã bối rối ở cách sắp xếp đội hình sau những trận thua bẽ mặt trong thời gian qua. Việc thay đổi những gương mặt đá chính ở sân chơi quốc nội là điều không mấy khi xảy ra ở các đội bóng lớn, trừ khi họ dính chấn thương và có vẻ nó cho thấy rằng chiến lược gia người Anh đang bí bách trên sa bàn. Theo thông tin mới nhất của tờ Bin, có vẻ như Chelsea đang âm thầm tiếp cận Thomas Tuchel trong bối cảnh ông vừa bị PSG sa thải. Lampard đã đưa đội bóng đến vị trí thứ tư tại Premier League mùa trước và vào đến chung kết FA Cup. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2020, ông đã được cấp hơn 200 triệu bảng để mua sắm, nhưng thành tích của Chelsea lại chưa tương ứng với sự kỳ vọng. Do vậy, rất có thể sẽ là một sự chia ly sớm nếu như Super Frankie không thể cải thiện tình hình hiện nay. Kai Havertz xứng đáng với biệt danh tiểu thư. Havertz tiếp tục cho thấy rằng việc người hâm mộ gọi anh là tiểu thư thật xứng đáng. Của tháng 9 vừa qua, anh không cho thấy sự hứng khởi dù đã ghi được hat-trick ở trận thắng Barnsley tại League Cup. Cho đến nay, tuyển thủ Đức nhìn chung vẫn chưa thể hòa nhập hoàn toàn và thiếu hầu như mọi yếu tố cần thiết để chơi bóng ở xứ sương mù. Thành tích một bàn và một kiến tạo sau 14 trận là điều khó chấp nhận với một bản hợp đồng trị giá gần 100 triệu. Tất nhiên, Havertz có thừa tài năng, nhưng vấn đề lớn của anh vẫn là rào cản tâm lý, giống đồng hương Mesut Ozil của Arsenal. Nếu cựu ngôi sao của Bayer Leverkusen không thể vượt qua áp lực vô hình từ nhiều phía, có lẽ đây sẽ là món hàng hứa nhất lịch sử Chelsea. Aston Villa có thể cạnh tranh đến Europa League. Đội bóng thành Birmingham có thể không đủ sức chạy đua vào khu vực tranh suất dự Champions League với nhóm Big Six, nhưng họ thực sự cho thấy nhiều cơ hội để tạo ra mùa giải đột biến ấn tượng. Đội hình trong tay huấn luyện viên Dean Smith có ít nhất là 3 gương mặt chú ý và hoàn toàn đủ sức mang đến những điều tuyệt vời hơn trong hy vọng dự Europa League mùa tới. Grealish đã quá nổi bật trong nhiều năm trở lại đây với khả năng dê dắt bóng cũng như tạo cơ hội quá tuyệt vời, và anh là tuyển thủ Anh,
Joe McGinn cũng là trụ cột của đội tuyển Scotland. Trong khi đó, El Ghazi, một cái tên hơi Ả Rập, hơi Ai Cập, nhưng anh thực tế đang là tuyển thủ quốc gia Hà Lan và còn nhiều cơ hội cải thiện ở tuổi 25.